Xin chào bà con mình. Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Phan Nhật Bắc, Bức tượng thương tiếc và những huyền thoại. Người hạ sĩ nhảy dù Võ Văn Hai một mình đi vào cái quán ven đường ngay ngã tư Bảy Hiền, lấy cái bê rê đỏ nhét vào cầu vai. Quán giữa trưa khách không nhiều, anh ngồi xuống chiếc ghế tựa lưng vào. À chị Tám, cho em hai chai bia và hai cái ly nha. À, chú đi với ai mà ngồi mình ên, bạn đâu? Hey, nói chết rồi, hôm qua tại dùng một. May mà em còn sống, kỳ này ký sổ ngang chị. Không sao, chú uống thoải mái. Nghe bạn chú chết tôi cũng buồn. Thằng Sáu nó hiền khô, sao chết sớm quá. Mỗi người một số phận mà chị, trời kêu ai nấy dạ. Rót bia ra hai cái ly, hai gọi. Sao? Dậy uống với tao, cộng ly đi mày, vô, vô cho đời bớt khổ. Mẹ, mày bỏ cuộc chơi sớm quá, tao nhớ mày. Hai thằng bạn cùng sống rủ nhau đăng lính nhảy dù, đánh bao nhiêu trận leo lên chức hạ sĩ kể cũng thọ. Uống đi sao, không say không về. Sáu ơi, lửa tắt bình khô rượu, đời vắng mày rồi say với ai? Tao say, trời đất cũng say. Mày quay ra ngủ thiên thu không về. Chị Tám à, thêm chai nữa đi. Hôm nay về hậu cứ không đi tìm gái dễ sao mà nhậu dữ vậy cha nội? Ai, bạn em nó chết, thiếu một tay dê gái nên không có đi. Hay là chị Tám làm người yêu của em đi. Trời, cái thằng nhảy dù bạc mạng, ăn nói vô duyên. Chị Tám mắng yêu thằng hai này khi sỉnh ưa nói bậy. Bên cái bàn kia có một ông đại quý tên Thu Quân Nhu đang ngồi ngắm ông hạ sĩ nhảy dù, có khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt buồn đượm hơi men trên đôi mắt một đối tượng ông đang tìm. Khuôn mặt và ánh mắt ấy toát lên một sự hoang dại như một pho tượng. À chào em, tôi ngồi được không? Hai chẳng thèm chào lại, hắn chỉ lè nhè. Gì vậy ông đại quý, nhậu không? Thích thì ngồi. Lính dù họ chỉ chào cấp chỉ huy dù, còn binh chủng khác thì họ phớt lờ. Đại quý Thu biết nên thông cảm. Cho thèm mà một cái ly chị Tám, để ông đại quý này nhậu với tụi em. Sao, mình có bạn nhậu, mà đại quý là ngang mày, nên tôn trọng ngang. Nói xong ông hạ sĩ hai rót bia cho ông đại quý Thu. Ly bia được ông hạ sĩ hai rót tràn ra ngoài rồi nâng ly. Cũng, đại quý cũng. À, sáu, hồi, vô, vô ta, vô, vô. Ông hạ sĩ hai lè nhè hát. Đường trường xa, con chó nó tha con mèo. Nhảy dù, chó cắn, nhảy dù, cố gắng. Đại quý Thu xin tên họ và số quân cùng đại đội của tiểu đoàn ba nhảy dù do thiếu tá Trần Quốc Lịch, tiểu đoàn trưởng, bạn của ông Thu. Dù say xỉn nhưng ông hạ sĩ hai cũng cho đúng tên và đơn vị. Ông hạ sĩ hai loạn choạng đứng lên nói, đại quý nãy giờ hỏi tôi hơi nhiều thì phải trả chầu nhậu đó nha. Rồi ông hai đi chân thấp chân cao vào hậu cứ. Đại quý Thu cố gắng phát họa khuôn mặt ông hạ sĩ Võ Văn Hai nhanh nhất vào miếng giấy của bao thuốc ruby quân tiếp vụ. Vào thăm ông Lịch, ông nói chuyện tổng thống Thiệu ra lệnh mình tạc một bức tượng cho nghĩa trang quân đội sắp đến tại Biên Hòa. Ông Lịch khoái quá, cứ giúp tìm người lính làm mẫu, nếu ông Thu chọn. Lính nhảy dù thì rất hãnh diện cho binh chủng dù. Đại quý Thu loại hết những binh sĩ to con cao ráo, chỉ gọi đúng tên cúng cơm của hạ sĩ Võ Văn Hai. Hạ sĩ Võ Văn Hai vò đầu. Trời ơi, tôi hồi giờ đâu có biết làm người mẫu đại quý. Gặp ông ngoài quán nhậu sơ sơ mà ông kết tôi mới lạ. Thôi, chơi luôn. Ông hạ sĩ hai được ông Trần Quốc Lịch cho 3 tháng phép làm người mẫu, mặc đồ dân sự thông dong mỗi ngày, chỉ đến nơi ông Thu ngồi vài tiếng, vác cây cao răng M1, đội mũ sắt, mang ba lô, mặc đồ dù, ngồi cho ông đại quý Thu phát họa và nặng tượng. Công việc xong khi khánh thành, thì hạ sĩ Võ Văn Hai đụng trận chết. Hồn ông hạ sĩ nhập vào linh tượng thương tiếc. Ông ngồi trên bục đá nói chuyện với ông bạn tên Sáu chết trước kia. Sáu, mày biết không, trị giá thân tao bây giờ 100 triệu tiền Việt Nam, bảnh chưa? Bằng đồng lấy từ vỏ đạn.
Lúc tao chào đời có tổng thống và thượng và hạ nghị viện đến làm lễ khánh thành. Nơi tao ngự trị, 125 mẫu tay sau lưng tao là thanh kiếm với nghĩa dũng đài và dành khăn tang. Sẽ hoàn tất tháng 6 năm 1975. Đã có tướng Trí, tướng Thanh, tướng Soạn về nằm nơi này. Còn mày sáu, sao chưa về? Ê, tao nằm nơi giường sau nhà tao, có bà già tao lo về đây xa quá. Thôi, tao với mày hôm nay ghé ông thường vụ già nhậu. Hôm qua ổng đi ngang ổng mời tao. Người chuẩn quý thường vụ già trông coi nghĩa dũng đài nhân ngày đám giỗ ông già đi ngang pho tượng thương tiếc ngớ miệng nói. Ê mày, trưa nay ghé nhà tao nhậu ngang chưa? Một lời nói đùa với pho tượng. Nhưng ông Võ Văn Hai đến đúng 2 giờ trưa. Nhưng ông thường vụ già ăn dỗ xong lăn ra ngủ như chết. Đến nhà theo lời mời, cùng bạn. Thấy ông chuẩn quý thường vụ già ngủ ngáy như bò rống, tức giận đập cửa rầm rầm như một trận động đất. Ông thường vụ giật mình thức dậy la lớn. Cái thằng nào giữa trưa mà phá giấc ngủ của tao, tao phạt chạy giả chiến bây giờ. Ha! Ông mời tôi đến ăn đám dỗ tôi với thằng bạn đến mà ông không tiếp đón. Ngủ như vậy à, tôi không chơi với ông nữa. Rồi bỏ về. Ông thường vụ chạy ra thì thấy bức tượng thương tiếc vừa leo lên bục ngồi xuống, nhìn ông trách móc. Dưới sân là những vết giày bốt đồ xô khổng lồ in trên đất. Ông chạy lại leo lên một bức tượng thì quảng kinh hồn vía. Khi thấy đôi giày của bức tượng bùn sình ướt nhẹp vẫn còn bê bết. Đôi mắt pho tượng nhìn về nơi xa xăm. Sao hôm nay lính chết nhiều quá, tao mày đi mua bánh mì cho họ ăn. Pho tượng nói, cả hai ra quốc lộ đón xe lam về Biên Hòa. 5 giờ sáng như thường lệ, chiếc xe lam đậu giữa đường chờ khách, thì hai ông lính dù từ Nghĩa Trang Biên Hòa đi ra. Ông lái xe lam nói, hai ông lên chờ đủ khách rồi chạy. Nhìn lại phía Nghĩa Trang Biên Hòa thì không thấy pho tượng. Ông chủ xe lam thấy một ông lính dù đứng trước mặt giống hệt pho tượng, thì xoắn đáy, lên xe rồ máy chạy nhưng phía sau xe có tiếng cười nói, tôi nặng lắm anh không có chở nổi đâu. Ông xe lam cố rồ ga, chiếc xe lam vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, rồi bỗng dưng nhẹ tên di chuyển với hai ông lính dù đến Biên Hòa. Hai ông xuống trả tiền, đi khệnh khạng vào mua bánh mì. Ông xe lam sợ quá chạy luôn. Sáng ra thì phần mộ nào cũng có bánh mì, và người bán bánh mì thì nhận một đống tiền vàng bạc mà thân nhân đốt lúc thanh minh tạo mộ. Bà chủ quán bánh mì chạy lên nghĩa trang với số tiền vàng bạc, thắp nhang nói, ông ơi, ông làm tôi sợ, để tôi buôn bán nay trả lại ông tiền này. Ông thương tiếc nói, tôi đâu có tiền dương gian đâu mà trả, lấy tạm đi. Sao, hôm nay à, tao với mày đi dê gái. Tượng thương tiếc nói với bạn, à đi thì đi, sợ gì mà dê ở đâu. Gần đây thôi, con nhỏ ngộ lắm, đang làm cỏ và trồng bông gần nghĩa dũng đài. Ông pho tượng thương tiếc và bạn đi thả dê. Đứng sau lưng cô gái đang chổng mông xới đất. Cô ta đang làm việc thì bỗng nghe tiếng hò từ phía sau. Hò, buổi trưa trời nắng chang chang, em đang cuốc đất chổng mông lên trời. Mong em lúc lắc gọi mời, họ mong em lúc lắc gọi mời, vậy cho anh hỏi họ, vậy cho anh hỏi, có ai thời làm chủ chưa? Biết có lính chọc mình, cô gái không ngẩng lên nhìn mà họ trả lời. Họ mong em lúc lát gọi mời, nếu anh sốt mắt xin mời tới đây. Xin mời ai đó tới đây, để coi cái căn cuốc họ. Để coi cái căn cuốc của em này nó cứng hồng. Ý, ý, trời ơi trời. Vừa đối xong thì nghe tiếng ồm ồm như cơn gió. Ê, cậu có biết tôi là ai không? Ông là ai, kể ông trước mắt gì đến tôi? Trả lời xong con nhỏ quay lại hết hồn. Ông pho tượng thương tiếc và bạn đang đứng nhìn mình cười.
Cô gái quăng cái cuốc chạy trối chết ra đường, biến luôn không đi làm nữa. Ông Sáu nói, mày làm em sợ chạy mất rồi. Vậy không được thì về chỗ ngồi. Ngày 19 tháng 3, khi nghe tin quân đoàn 1 và 2 di tản, ông Võ Văn Hai ngồi trên bục không yên nói với ông bạn mình tên Sáu. Không hiểu tại sao không đánh mà mình chạy hoài. Sư đoàn dù mình trút về bị chia ra từng mảnh. Tao buồn quá. Y mình biết làm sao, tao với mày chỉ là anh linh của người lính sống không thác thiên, như dẫn nước mình đến ngày mặt vẫn. Nhưng mình chẳng đánh tụi nó ở Long Khánh, tụi nó chết nhiều lắm. Hy vọng mình còn giữ được vùng 3 và vùng 4. Ông thương tiếc ngồi nhìn từng đoàn lính chạy về hướng Sài Gòn. Ông la lớn, quay lại đánh, đừng có chạy nữa, quay lại đánh. Ông và ông bạn chụp lấy cây cao răng M1 nhào xuống bục chạy ra đường. Nhưng cây súng không có đạn. Và ông Sáu thì tay không. Người chạy loạn trong lúc hỗn quân hỗn quan. Thấy hai ông lính dù đứng bên vệ đường thì nói, cha nổi súng này mà bắn ai, thu quăng đi. Dụi mắt nhìn lại thì té ra ông tưởng thương tiếc, họ chạy luôn. Đêm đến thì lữ đoàn một dù kéo về, ông Võ Văn Hai cùng ông Sáu ra chặn lại nói, lính dù đừng có chạy nữa, lập phòng tuyến nơi này, chúng ta đánh, có tướng Đỗ Cao Trí đây, tại sao lại chạy hoài trời ơi? Một ông đích thân dù nói, thôi chạy, ông Đỗ Cao Trí chết lâu rồi, giờ này mà Trí dưới Thanh, ông Thiệu ông Viên cũng chạy làng kìa. Đơn vị dù biến dạng trong màn đêm, ông pho tượng thương tiếc vác cái cây cao răng M1 cùng bạn trở về leo lên bục xi măng ngồi, nước mắt rơi. Ngày 30 tháng 4, lúc 10 giờ sáng, ông nhìn gần một liên đoàn 81 biệt kích dù đi ngang qua. Ông nhảy xuống nói, biệt kích dù đánh đi, sao không đánh? Tôi có súng nè, chơi luôn, sao đầu hàng lẻ vậy mấy cha? Một ông quan năm khi nhìn hai ông nhảy dù với cây súng thời đệ nhị thế chiến nói, hết rồi em, mình thua rồi em, chạy đi. Chạy đi đâu trung tá, đơn vị tôi là nghĩa trang Biên Hòa, tôi tử thủ. Mày bắn chim với cây cao răng hả? Vừa nói xong ông trung tá nhìn lại. Trời, ông Võ Văn Hai pho tượng thương tiếc đang đứng trước mặt cùng ông bạn mặc đồ dù bạc màu. Đôi mắt long lanh giọt lệ, ông trung tá chào xong quay gót. Tụi Việt Cộng chiếm Sài Gòn rồi sao? Mẹ, mình thua lẳng nhất. Sáng ngày 1 tháng 5, tụi Việt Cộng đem xe cần cẩu móc sợi dây xích to như dây neo, chạy đến. Ông pho tượng thương tiếc và ông Sáu dùng cây súng bắn nhưng tụi Việt Cộng tràn vào cả một tiểu đoàn, kéo ông Võ Văn Hai nhủi đầu xuống đất để đó 3 ngày. Hồn ông Sáu cũng đi mất sau cuộc gieo bể tang thương. Nhiều mẫu bia có hình tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị bắn nát mặt, đa số dù và thủy quân lục chiến. Ông Võ Văn Hai bất lực. Các vị tướng được người nhà bóc mộ, duy nhất chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước báo mộng cho người nhà không chịu đi, ở lại với anh em. Ông thương tiếc bị tụi công binh Việt Cộng đem về căn cứ Long Bình gần đó, nơi ông thương tiếc được thu gom bằng vỏ đạn đồng để đúc. Cuối cùng pho tượng thương tiếc Võ Văn Hai làm mẫu, về nơi đây cắt ra từng mảnh đem lên Dĩ An nấu chảy. Pho tượng 10 tấn, cao 6 mét, thương tiếc và điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đi vào lịch sử. Tụi bộ đội còn kéo đến nhà điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu, dùng búa đập pho tượng mẫu, nát bấy, đúng là bọn khốn nạn. Nhưng thật ra hạ sĩ Võ Văn Hai, người làm mẫu cho pho tượng ông không chết như thiêu dệt. Sau vài lần thăm điêu khắc gia trong trại cải tạo, hạ sĩ Võ Văn Hai biến mất không tung tích, ông sợ Việt Cộng truy tìm. Và nơi nghĩa trang quân đội Biên Hòa, Việt Cộng cho trồng cây dày đặc để rễ cây xuyên qua phá vào các ngôi mộ, như những viên đạn 130 ly phá hầm vào nấm xương của những người tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Không có một sự tàn độc nào hơn, chỉ có tụi vô lương tâm, vô nhân tính mới làm, cho dù nghĩa tử là nghĩa tận. Mồm thì lúc nào cũng nói hòa hợp hòa giải dân tộc, hơn 46 năm. Hỡi những người chiến sĩ đã để lại chiếc nón sắt bên bờ lao sậy này, bây giờ anh ở đâu? Hay anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trên vòm trời này? Tác giả Phan Nhật Bắc, Giáng sinh 2021, nhớ đến bức tượng thương tiếc. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.